bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong video bản tin công nghệ ngày hôm nay, ngày 16 tháng 12, có những tức nào mới nhất thì hãy cùng Thu Hà điểm qua ngay bây giờ nhé. Ngày hôm nay thì điểm benchmark của Galaxy S21 Cộng và S21 Ultra với con chip Exynos 2100 đã được dò dỉ. S21 Cộng có tên mã là SM-G996B, còn Galaxy S21 Ultra thì sẽ có mã là SM-G998B. Có thể thấy trong kết quả trên thì điểm benchmark của Galaxy S21 Cộng và Galaxy S21 Ultra là khá giống nhau, mặc dù một chiếc máy chạy trên độ phân giải 1080px, một chiếc chạy trên 1440px và cũng có cả sự khác biệt về RAM. S21 Cộng có 8GB RAM, còn S21 Ultra thì có 12GB RAM. Để so sánh thì iPhone 12 Pro với chiếc Apple A14 của Apple có điểm số Geekbench 5 lần lượt là 1595 điểm đơn nhân và 3880 điểm đa nhân. Một chiếc smartphone của Vivo trang bị chip Snapdragon 888 của Qualcomm được tiết lộ số điểm trên Geekbench 5 là 1135 điểm đơn nhân và 3681 điểm đa nhân. Như vậy, nếu so sánh số điểm hiệu năng Geekbench 5 thì con chip Exynos 2100 không thực sự gây ấn tượng và vẫn còn kém hơn so với hai đối thủ của mình. Khác với những báo cáo trước đây về việc Exynos thế hệ mới của Samsung sẽ vượt mặt Snapdragon của Qualcomm, tuy nhiên đây cũng mới chỉ là thử nghiệm đầu tiên. Chúng ta cần phải chờ đợi khi có kết quả hiệu năng thực tế sau khi mà S21 được ra mắt. Việt Nam sẽ là sân chơi đầu tiên của Oppo Reno 5 tại Đông Nam Á. Trang thông tin giới thiệu sản phẩm bất ngờ xuất hiện vào đúng 0 giờ ngày 15 tháng 12, đồng thời có nút đăng ký nhận thông tin. Một đoạn TVC ngắn giới thiệu nhanh thiết kế của Reno 5 cũng đã ấn định ngày ra mắt sản phẩm này là ngày 30 tháng 12. Với lần ra mắt này, có lẽ người dùng Việt Nam sẽ sớm trên tay Reno 5 đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Quy định ra mắt sớm Reno 5 ở Việt Nam cho thấy tầm quan trọng của thị trường Việt với những bước phát triển vượt bậc về ngành di động nói chung và thương hiệu Oppo nói riêng. Người Việt ủng hộ thương hiệu smartphone lớn thứ hai này không chỉ nhờ vào những sản phẩm chất lượng đánh đúng nhu cầu của người dùng mà còn mang đến trải nghiệm tốt và dịch vụ chu đáo với hệ thống chăm sóc khách hàng rộng rãi trên cả nước. Đi từ sản phẩm tốt đến dịch vụ hậu mãi, Oppo nhận được sự ủng hộ rất lớn của mọi độ tuổi, giới tính. Đổi lại, hãng cũng luôn ưu tiên ra mắt thị trường Việt Nam với những sản phẩm mới nhất và sớm nhất, mà cụ thể là chiếc Reno 5. Theo giới thiệu thì Reno 5 có thiết kế bắt mắt với mặt lưng màu bạc chuyển động nhẹ nhàng sang sắc độ xanh, tím, hồng. Thật khó để nói đây là màu gì, nhưng khá sành điệu và phù hợp với không khí lễ hội sắp tới. Màn hình có thiết kế đục lỗ chứa camera selfie. Thân hình Reno 5 thì vẫn giữ lại nét thiết kế bo tròn, mặt lưng cong 3D, mang lại cảm giác thoải mái khi cầm nắm của các thế hệ Reno trước. Tân binh nhà Oppo có lẽ sẽ tập trung vào camera với thông điệp, cùng hình dung khoảnh khắc cuộc sống và mang đến những tính năng quay video mới mẻ, video phơi sáng kép, video hiển thị kép, chế độ siêu quay đêm có thể khắc phục được video trong điều kiện từ đêm đến thiếu sáng hoặc ngược sáng. Một báo cáo mới đến từ hãng tin ET News của Hàn Quốc cho biết Samsung sẽ phát hành 4 thiết bị điện thoại thông minh màn hình gập vào năm sau, trong đó có 2 mẫu Z Fold và 2 mẫu Z Flip. Các báo cáo trước đó cho rằng Samsung đang lên kế hoạch loại bỏ dòng sản phẩm Galaxy Note của mình và thay thế bằng các flagship Galaxy S. Dòng Galaxy S21 cao cấp nhất sẽ được hỗ trợ bút S Pen. Samsung sẽ phát hành 2 phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold 2, có lẽ là Z Fold 3, và 2 phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z Flip. Theo cách đặt tên của Z Fold 3, Samsung có thể đặt tên cho các mẫu khác là Z Flip 3. Cả hai có thể đi kèm với các tính năng và hiệu suất khác nhau. Tất cả các điện thoại Galaxy Z dự kiến sẽ được hỗ trợ 5G. Hoạt động sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 8. Nguồn tin cũng cho biết là Samsung đang lên kế hoạch hỗ trợ bút S Pen cho Z Fold 3 cao cấp hơn, điều mà nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng từ Galaxy Fold đời đầu. Đến năm 2022, ET News báo cáo rằng Samsung thậm chí có kế hoạch phát hành một chiếc điện thoại thông minh màn hình cuộn. LG đã đăng ký nhãn hiệu tên điện thoại thông minh màn hình cuộn của mình. Và năm 2021 sẽ là một năm khá thú vị đối với ngành công nghiệp di động khi giá của thiết bị màn hình gập bắt đầu giảm. Vậy là vừa rồi thì Thu Hà cùng với các bạn đã điểm qua những tin công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 12. Và các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất, hãy cùng lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!